Xin kính chào bà con nông dân, quý vị và các bạn. Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa bà con nông dân, thưa quý vị và các bạn, với ưu điểm trái ngon, giòn, hạt mềm, thích nghi với nhiều vùng đất, nhanh cho thu hoạch, đậu trái quanh năm, năng suất cao, thị trường tiêu thụ ổn định, nên trồng giống ổi Thái Lan đang được xem là hướng đi mới trong phát triển kinh tế, góp phần giúp bà con nông dân giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Không chỉ thu hoạch trái, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cho ra những chậu ổi cảnh có giá trị, đem về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin giới thiệu đến bà con, quý vị và các bạn một số kỹ thuật trong trồng và chăm sóc giống ổi Thái Lan. Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ổi là loại trái cây ngon, giàu vitamin A, C. Lá ổi, búp ổi, vỏ thân ổi được sử dụng làm vị thuốc tiêu thũng giải độc, chữa các bệnh tả, lị, viêm dạ dày ruột cấp tính, vân vân. Trên thị trường có rất nhiều giống ổi có đặc tính mềm, không hạt như giống ổi Đài Loan, giống ổi mềm, ngọt đậm như ổi Thái Lan, ổi bo, ổi xá lị, vân vân, được bà con nông dân đưa vào trồng. Tuy nhiên, giống ổi Thái Lan hiện đang là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho bà con nông dân vì cho thu hoạch quanh năm. Một ưu điểm nữa của giống ổi Thái Lan đó là thời gian thu hoạch ngắn, từ khi trồng cho đến khi thu hoạch khoảng 4 đến 5 tháng, ít hạt, ngọt đậm. Cây ổi Thái Lan không kén đất, việc chăm sóc cũng không khó, không tốn nhiều công và có thể tận dụng trồng xen với một số loại cây ăn quả khác. Mỗi quả ổi Thái Lan đến thời điểm thu hoạch nặng từ 600 đến 700 gram. Giá bán từ 25.000 đến 30.000 đồng 1 kg. Bình quân một cây cho thu nhập 2 triệu đồng một năm. Bên cạnh việc thu sản phẩm ổi trái, nhà vườn còn có thể sản xuất ổi giống. Giá ổi giống dao động từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng một cây, tùy loại. Một số nhà vườn hiện nay còn đưa vào trồng ổi trong chậu để bán vào các dịp Tết hoặc phục vụ nhu cầu trồng cây ăn trái tại nhà trong điều kiện diện tích hẹp vì cây ổi Thái Lan không cao và không chiếm nhiều diện tích. Thì nói chung là về cái thu hoạch về trồng ổi trái này thì như cây này là nhà mình trồng là đã được 7 năm rồi. Nhưng mà về cái kỹ thuật trồng thì nó cũng dễ, tại vì cái giống ổi này là giống ổi Thái Lan. Mà trước đây thì nói chung là bạn bè anh em mình nó cũng đi rồi về, nó cũng gọi là cái cây này nó gọi là cây xóa đói giảm nghèo. Đấy, nhưng mà mình cũng cứ trồng xuống vườn rồi sau quá trình thấy thu hoạch và cái hiệu quả của nó thì rất cao. Đấy, có thể như là gấp 10 lần, 15 lần cà phê như mỗi một lần. Nên là như một năm là như một cây ổi tôi đang đứng đây là nó thu khoảng 2 triệu đồng tiền trái trong một năm. Cây ổi Thái Lan tuy không kén đất, nhưng trước khi trồng, bà con cũng nên tìm hiểu về đặc điểm vùng đất trồng. Tốt nhất nên chọn đất thoát nước tốt. Ổi có thể được trồng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới. Chịu hạn khá, lượng mưa chỉ cần khoảng 1.200mm trở lên. Cây ổi cũng có khả năng chịu được úng nhất thời, nhưng không chịu được thời tiết quá lạnh. Phù hợp với đất phù sa giàu chất hữu cơ, đất đỏ miền Đông, Tây Nguyên, có thể mọc trên đất phèn đã được lên liếp và cải tạo, hay trên vùng đất nghèo dinh dưỡng nhưng được cung cấp nhiều dưỡng chất hữu cơ. Độ pH để trồng ổi trong khoảng từ 4,5 đến 8,0. Thông thường đối với các tỉnh Tây Nguyên có hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Bà con nên chọn thời vụ gieo trồng cây ổi vào mùa mưa, khoảng tháng 5 đến tháng 6. Đất trồng phải tơi xốp, thoát nước, có tầng canh tác dày 50cm. Trước khi hạ cây xuống đất, bà con nên đào hố và bón lót trước khi trồng từ 3 đến 4 tuần. Mỗi hố có kích thước 50 x 50 x 50cm. Hàng cách hàng, cây cách cây khoảng 2,5 đến 3m. Tương đương từ 1.400 đến 1.500 cây trên 1 hectare. Tuy nhiên hiện nay, nhờ phương pháp cắt tỉa cành chồi thường xuyên và kỹ thuật cắt cành trong thu hoạch trái ổi, nên có thể trồng trung bình từ 1,8 đến 2,2 mét một cây. Trước khi trồng, bà con nên tỉa hết các mầm dại xung quanh gốc nếu có. Tiến hành tháo bỏ vật liệu quanh bầu.
đặt cây vào giữa hố, phủ lớp đất ngập gốc từ 5 đến 10cm. Về kỹ thuật trồng của nó thì từ cái cây nhỏ từ khoảng 3-40cm là mình trồng trong một cái lỗ khoảng 50 vuông. Sâu thì 50 mà chiều ngang là cũng 50, rộng là 50. Có nghĩa là 50 vuông. Xong bắt đầu mình múc chừng một chén con phân vi sinh thôi. Mình đổ xuống đấy xong mình đổ lên lớp đất mỏng. Bắt đầu mình xé cái bịch cây giống ra mình bỏ xuống đấy là mình trồng. Mình trồng xong thì mình tưới. Mình tưới xong là để nó im đất thì là cứ 2 ngày mình tưới một lần. Đấy là cây giống. Còn như cây ổi lớn thì phải tuần mới tưới một lần. Như vậy trong kỹ thuật làm đất và trồng cây ổi, bà con cần lưu ý. Thời vụ gieo trồng vào mùa mưa khoảng tháng 5, tháng 6. Đất trồng phải tơi xốp, thoát nước tốt. Tầng canh tác dày 50cm. Đào hố, bón lót trước khi trồng từ 3 đến 4 tuần. Mỗi hố có kích thước 50 x 50 x 50cm. Hàng cách hàng, cây cách cây khoảng 2,5 đến 3 mét. Tỉa bỏ các mầm dại xung quanh gốc nếu có. Việc tháo bầu phải được thực hiện cẩn thận, tránh làm tổn thương, ảnh hưởng đến bộ rễ cây ổi. Khi hạ cây xuống, phải nén chặt đất, đất ngập gốc từ 5 đến 10cm. Tùy theo điều kiện thời tiết, có thể cắm cọc buộc giữ cây khỏi bị gió rung, gãy đổ. Nên tưới và duy trì độ ẩm thường xuyên, che nắng cho cây trong tuần đầu khi mới trồng. Thường xuyên thăm vườn trong tuần đầu khi mới trồng để theo dõi sự sinh trưởng của cây. Có thể kết hợp phun phân bón lá khoảng 10 ngày sau khi trồng để cây nhanh phục hồi. Cây ổi Thái Lan rất nhanh cho thu hoạch. Khi thấy lứa hoa đầu tiên xuất hiện, bà con nên ngắt bỏ để cây tập trung dinh dưỡng cho các vụ sau. Khi cành ghép dài từ 40 đến 50cm, bấm ngọn cho ra các cành cấp 2 và tiếp tục như thế cho cây ra cành cấp 3. Mỗi cây để từ 8 đến 10 cành ra đều các phía cho tán đẹp. Cây ổi được từ 3 đến 4 tháng tuổi, bà con nên cắt bớt đọt và những cành mọc vượt xuống thấp. Việc cắt bỏ đọt non nên chừa lại 3 đến 4 cặp lá hoặc chừa lại 1 cặp lá phía trên hoa. Đến khoảng tháng thứ 7 là có thể thu hoạch lứa ổi đầu tiên. Thế là mình đổ phân vi sinh xuống khoảng 50 cho đến 60 gram là mình đảo cùng với đất là mình trồng. Mình trồng thì quá trình trồng thì cứ 2 ngày tưới một lần. Đấy là đến khi nó đậu hoa kết trái lần đầu tiên là mình vặt mình vứt đi. Đến xong bắt đầu là lần thứ 3 là bắt đầu mình để. Mình để thì khi cây nó to rồi nó phát triển bắt đầu mình làm cành, mình bấm mình thu đi. Mình thu cho nó thấp thì nó phát tàn nhiều thì trái nhiều. Thì bắt đầu từ đấy trở đi là mình cứ thế là mình thu hoạch thôi. Sau vụ thu hoạch lứa ổi đầu tiên hay còn gọi là thu bói, bà con cần lưu ý. Nên cưa nhánh, cắt ngọn ở độ cao 1 mét. Xới đất xung quanh gốc sâu khoảng 5cm, độ rộng theo đường kính tán cây. Tiến hành bón thúc phân từ 0,1 đến 0,2 kg NPK trên một gốc cây. Sau đó bón mỗi tháng từ 0,1 đến 0,2 kg trên một cây. Khi cây mang trái, bón NPK 20-20-15, bón mỗi tháng từ 0,2 đến 0,3 kg cho đến khi quả bắt đầu chín. Sau khi trồng từ 6 đến 12 tháng, thực hiện bấm ngọn để kích thích cây ra hoa nhiều hơn. Để hạn chế rụng trái, có thể tăng cường phân bón có chứa bo, canxi, v.v. Nói chung, việc trồng và chăm sóc cây ổi không khó. Cây ổi sinh trưởng khỏe và thích nghi với nhiều loại đất. Quan trọng nhất là việc bổ sung dinh dưỡng phải được bà con điều chỉnh kịp thời để tránh cây bị suy kiệt, vì cây cho trái quanh năm. Việc phòng trừ sâu bệnh hại cũng đơn giản hơn so với một số cây trồng khác.
sâu bệnh hại thì ở đây, ở cây ổi này nó chỉ có gặp những cái dẹp sáp và dày đen. Đấy, nếu mà dày đen ấy thì mình có thuốc trừ sâu mình trị nó, còn dẹp sáp mình cũng có thuốc mình trị nó, nhưng mà ví dụ như mình nhìn lá mà nó như thế này là nó không bị dày dẹp gì hết, là mình không cần xịt. Đấy, tại vì mình không cần xịt đấy là lý do là nó không bị, còn nếu nó bị thì bắt đầu mình xịt thì là nó sẽ hết. Nhưng mà khi mình xịt là mình phải ngưng thu hoạch 15 ngày là mình không có bán ở thị trường. Từ cái lúc mà nó nhỏ chừng bằng này là bắt đầu có thể như là nó lớn hơn một ít nữa là bắt đầu mình lấy một lớp giấy báo, mình bọc xong bắt đầu mình bọc bao ni lông vào là để cho nó chống, giấy báo là để cho nó chống nắng, nó không bị cháy nắng, và bao ni lông nó làm cho đẹp mã để cho nó trắng cái quả ổi trong ra, là mình không có dùng phân, dùng thuốc, gọi là ổi sạch. Cây ổi thường có một số loại sâu bệnh hại như bọ nẹt, rệp trắng, sâu ăn lá, giòi đục quả, vân vân. Bà con nên sử dụng phương pháp thủ công để diệt trừ bọ nẹt và sâu ăn lá, thường xuyên thăm vườn để phát hiện và phòng trừ kịp thời. Đối với rệp trắng, việc thường xuyên thăm vườn sẽ giúp cho bà con kịp thời loại bỏ khỏi vườn, tránh lây lan sang các cây khác. Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng cây ăn quả đang sử dụng biện pháp bọc quả bằng giấy báo và túi ni lông. Phương pháp này được xem là khá hiệu quả trong việc giúp bà con chủ động phòng tránh sâu bệnh hại trên cây ổi, đồng thời giúp quả ổi bóng, có màu sắc đẹp, bắt mắt. Khi quả non có đường kính 3 cm, bà con có thể tiến hành bao giấy xung quanh trái, rồi dùng bao ni lông bọc quả. Bao ni lông được sử dụng phải là bao sạch, đảm bảo vệ sinh, màu trắng, cắt vắt đáy bao để giỏ nước. Phía trên đục vài lỗ, đường kính từ 2 đến 3 mm, chống đọng nước. Kỹ thuật bao quả giúp cho quả bớt cháy nắng và ít bị rủi trái phá hại. Nhờ kỹ thuật bao trái bằng túi ni lông nên trái vừa đẹp, vừa bảo đảm vệ sinh và rất an toàn vì không sợ bị nhiễm thuốc hóa học phòng trừ sâu bệnh. Khoảng 2,5 đến 3 tháng sau khi đậu trái thì thu hoạch được. Bà con có thể quan sát bằng mắt, thấy quả to đẫy, màu xanh chuyển sang sáng thì thu hoạch. 5 đến 7 ngày tiến hành thu hoạch một lần. Việc thu hoạch nên thực hiện vào buổi sáng. Trước khi thu từ 10 đến 15 ngày, không nên phun thuốc bảo vệ thực vật. Bà con cũng nên lưu ý, kỹ thuật thu hoạch quả ổi rất quan trọng. Bà con nên dùng kéo cắt cành, bấm sát cành mang quả, sao cho khoảng cách còn lại từ cành đến thân cây khoảng 20 cm. Việc làm này giúp cây ổi Thái Lan tiếp tục phân cành, cho nhiều hoa và trái, cây không bị cao vóng, tạo thuận lợi cho việc thu hoạch của bà con. Tóm lại, cây ổi Thái Lan rất dễ trồng và chăm sóc. Ngoài công bọc trái để bảo vệ thành quả, thời gian nông nhàn là khá nhiều. Do đó, bà con có thể kết hợp sản xuất ổi giống, ổi kiểng hoặc một số loại cây trồng khác để tăng gia sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình. Đây là mô hình kinh tế nhanh đem lại thu nhập, phù hợp với nhu cầu cần vốn nhanh của một số hộ dân. Là loại cây trồng góp phần xóa đói, giảm nghèo nhanh chóng. Bên cạnh đó, bà con cũng nên lưu ý đến nguồn nước tưới cho cây ổi, phải đảm bảo sạch, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Và nếu sử dụng, phải đảm bảo thời gian thu hoạch, cách thời điểm phun thuốc, ít nhất 15 đến 20 ngày, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa bà con nông dân, thưa quý vị và các bạn, chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn bà con nông dân, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.